Nay tổ chức sinh nhật cho bé Phương cả nhà. Vô ăn kìa, đó, có quà tặng quà luôn kìa. Đây nè, quay nè. Rồi, 1, 2, 3 nè. Rồi tặng quà cho người hát sinh nhật cho nó, chúc mừng cho nó đi. Ngọc ơi xuống. Không biết hát. Ngọc anh ơi. Chưa. Giờ chúc hát chơi, hát chúc mừng em đi. Mừng ngày sinh nhật với thương. Chưa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quay qua bên kia ngồi rồi quay. Happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Rồi, ông cầu nguyện chưa không? Chưa. Cầu nguyện chắc là cầu nguyện. Bóp lại. Cầu nguyện con cố. Tiếng nó nhỏ thôi. Cầu nguyện con cố à. Cầu nguyện con cố à. Rồi, tặng quà cho em đó. Nguyện trước. Cảm ơn. Cảm ơn chị Quyền. Rồi tính quay về. Khoan, cuốn xếp ra đi. Cô Hương nè. Cảm ơn ơi. Chúc ngày càng ngày càng học giỏi ha. Dạ. Chúc càng ngày càng học biến. Chứ gì xé nhanh vậy? Từ từ xé luôn. Rồi rồi rồi, khu quà đi. Cho nó khu quà đi, cho nó khu quà. Khu quà. Cho nó tự vui. Trời, khu quà đặc biệt. Sao cô bà giỡn trên này không? Đưa bà lên. Rồi xé. Bánh. Wow. Được chưa? Đưa quà độc trời. Mẹ khui cái này nè. Mẹ mã lắm á. Khui này nè. Nó thui cái nào khui. Nó khui tiếp nè, khui cái này lắm nè. Đừng có nói. Trời ơi, giờ ảnh tháo không dính tay kìa trời. Tháo hoài gì cũng vậy. Đang hội hợ. Đây là lần đầu tiên inbox. Lần đầu tiên được tặng quà này. Bánh. Quà gì bánh không trời? Có gì tặng đó chứ sao. Bánh nữa. Không biết được kìa. Quà sinh nhật gì vậy? Bánh không? Quà sinh nhật kỳ quá cả nhà ơi, còn bánh không cả nhà ơi. Từ mốt có. Sinh nhật gì chị tặng gì vậy? Cái đó này đặc biệt nè. Cái này là mới đặc biệt nè, sinh nhật này, quà này là quà gì đây? Cái đó không phải bánh đâu. Kẹo. Sai. Dễ ra. Thằng nào nói vậy? Quà gì này, có quà này thấy độc rồi nha. Wow. Wow. Kẹo. Dê lên kìa. Dê lên cho cái nhà coi thấy quà độc quá vậy. Kẹo. Rồi. Trời ơi, ăn luôn rồi. Rồi, khui quà, ăn quà lên trời. Rồi. Kẹo cái gì nữa biến ơi. Đó này nó đang khui này. Nó khui gì nữa. Để chị Quyền tặng con nè. Quá Quyền tốt chứ trời. Cái này khui nữa mấy rồi. Rồi dưa lên cho cái nhà coi nè. Để ra. Nè. Quá cú bông. Để cho. Nè. Ấy ra khoe cái nhà hả. Nó khui quá. Rồi khui đi. Để lên khoe Phương. Khoe kìa. Để cho mọi người coi nè. Để cho mọi người coi. Trời ơi. Mình được quà. Rồi để ăn bánh nè, mời con ăn nha. Quà không có cảm xúc gì hết trời. Ủa gì ăn mẹ à? Rồi. Mời cả nhà kìa. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Không ăn bánh này của mình nè. Ăn cái nào, ăn cái câu nào đây. Câu ông hay bánh. Bữa nay sinh nhật với Phương 6 tuổi nha. 5 tuổi. Ê, 5 tuổi hả? À đây. 5 tuổi. Nguyên xuống 5 chờ bác. Ô ăn không mời vậy chứ trời, mời cả nhà coi. Mời con. Con ăn không? Mời cả nhà coi. Không. Hai ăn. Ăn chả mỏ chứ. Cái này không có yên tâm đâu mà. Ủa là tụi ăn với da chứ trời. Ăn cái gì đó thì ăn. Tao chưa ăn nữa, tao không đi. Làm gì chơi âm thầm nữa mới hay tổ chức cho cháu biết chân trời. Cái miệng kìa. Ừ ngon trời, mà ăn miếng đi trời. Mời con hai miếng. Rồi con ăn nha. Đi ra kìa. Quyền. Mời nha. Ê, con ăn kia kìa. Đây là món đất của hai. Còn hai đang quay mà sao ăn được. Ủa cái nhân mình rất nào ăn. Ừ. Cho ăn cho. Ăn cho. Ừ. Nè cho Nguyện nè. Rồi. Để lắm đi. Đây. Đứa nào? Khui ra vậy đó. Tao má.
đây rồi. Thôi chắc dễ này thôi rồi, còn dễ này từ bà không có đụng nổi đặt kiểu đắp đắp mẹ nữa người ngọc nữa vậy. Rồi lấy bánh, khu bánh nó kìa anh đi quên. Khu bánh nó ra kìa. Khu tôi. Ừ, khu ra mời các nhà, mời các chị ha. Mời rồi chứ ra vậy. Cô cô. Rồi học, mời Phương. Kệ Phương đứng em một bóng rồi quay cho Phương cái kìa. Ngon ma chả nha mọi người. Đây cũng vị nha. Ngon quá mọi người. Ngon quá. Đây này đấy, dễ này, khu bánh này kìa nha. Con uống nè. Chỗ quá. Con mình đã sốt ghê. Đúng rồi. Ừ. Con nó đang báo chặn. Con nó tặng nó. Không tặng nó đó. Luôn à. Ê, câu mời cái nhạc cái Vương. Mời cái nhạc. Mời cái nhạc. Mời cái nhạc. Đây, để xuống được không? Đổ. Ủa nữa rồi được ơi. Đây là món quà của Phương được các chị tặng. Có bông. Thôi cái gấu bông khoe rồi, khoe cái nhạc rồi. Có bông quẹt cái mặt nó. Wow. Cái này là bị mù luôn. Quyền tặng dữ ba, tặng có bông luôn. Già quá, già quá. Chắc không ở trong trường quá. Quá không chết ngon rồi. Ơi. Rồi. Để đâu vậy? Đây, món quà của Phương đó, Phương ra đó. Đây, kẹo nữa. Hôm nay sinh nhật với Phương mà không có gì trơn trời, chứ bánh còn trời. Trời ơi, tại là chưa đủ tiền mua đồ chơi. Ơi, ăn rồi. Mời cả nhà của Phương. Mời, mời cả nhà ăn miếng bánh pizza đây. Mở ra kìa, cười. Mời con nói. Không con ứng con nói được rồi. Mời cái nhà sao mình đưa lên. Mời cái nhà ăn bánh với con. Rồi. Ngon quá nhà mình. Miễn hả cơm. Mình sẽ ăn rau câu. Đây miếng quá trời bự luôn. Rau câu béo quá. Ướt mộng. Cái bông nó nhìn cái dĩa. Sinh nhật Phương chỉ có dĩa câu cầu với cái bánh với bánh thì sao nè. Cái bông sao? Dĩa bánh này nè. Ngon quá mọi người ơi. Chỉ có nhiều lần giản của mấy đứa nhỏ. Quay chụp bông bóng trời ơi Phương cười. Phương đứng bông treo sao quay được. Phương đứng lên bông bóng nè Phương. Chụp đây nhân vật trong giờ nhắn rồi cái nhà nó có ăn miếng cô câu ơi bây giờ này rồi thấy nó ăn đồ ăn ngon rồi tới à mời cái nhà quy mời 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 đứng chờ có đi luôn đây nha ngon quá người ơi ngon quá mời cả nhà đây được chứ rồi mời cả nhà mời mang bánh cho con giờ cái ăn cái bông nhiều mà quá nha không con mời trong cái nhà cho mẹ nè mời cái nhà ăn nha mời cái nhà ăn cùng ăn nha có rồi kìa. Bữa nay là ngày gì của Phương nói cho các bạn nghe nè. Con ha cho con dậy miếng không? Thôi. Bữa nay là ngày gì của Phương nói cho các nhà nghe kìa. Bữa nay ngày gì nhà nói cho nghe. Bữa nay ngày gì của Phương? Không biết. Trời. Ngày sinh nhật. Sinh nhật chồng 5 tuổi. Nhìn thấy mỏ kìa. Dài quá ra, con giòn quá, giòn quá. Giòn quá giòn. Dài dữ chưa? Giòn lắm luôn á.
bạn lò bún gò ăn cái bánh này là câu bánh gì vậy? Được câu gì? Dạ câu dạ. Thực phẩm. Được dạ. Câu giòn thôi chứ câu thật gì? Nó từng bảy từng bảy. Dạ câu thực phẩm. Dạ câu mà giòn giống hết cái bông nha. À. Cái bông nước chân rồi. Ờ thế mấy giờ mấy cái bánh thì sao gì trà dữ vậy ta? Một mình nấu úp ba không miếng không? Một mình ăn hết dĩa chưa non. Ừ. Ăn đút cho con hai bò vậy. Ủa đút cho mình rồi nha. Đó. Ơi, đút kìa. Mình được ăn bánh đúng không? Ừ. Đúng rồi. Được bánh luôn hết. Bây giờ mình đang nghĩ cái người làm người chủ sinh nhật hát một bài. Ờ đúng rồi. Chủ sinh nhật bác hát bài ơi. Chủ sinh nhật hát một bài đây. Ha kì. Hát gì cũng được đó. Hát gì cũng được. Con hát trước à. Con hát đi. Hát đi rồi ba chị hát. Ờ. Hát đi. Nhân vật chính đây hát bạn một bài ơi. Hát cho người ta nghe vậy. Hát bướm lên. Để nó nuốt xong cái. Ăn xong rồi hát bạn nha. Hát bướm 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 hút gì gì? Để nước đó. Hút nước gì? Còn nước mà làm gì quên. Hôm nay của hai người đó là sinh nhật của bé. Cậu bé siêu vậy. Sinh nhật thì không có bánh kem trơn. Tại vì không ăn bánh kem nên là không có câu. Ủa rồi hôm nào đi ta? Ê, về về bánh nào câu chét mặt đi. Siêu quậy này không ăn bánh kem nha cả nhà. Nên cho ăn câu câu. Rồi chét câu câu như thế không? Vô quá à. Nè mà ăn cái chịch đó. Rồi cảm giác ra sao nè, vui không nè? Vui à, muốn ướt chị vô. Chị ướt rồi sao, muốn mẹ tổ chức rồi làm sao cho mẹ vui kìa. Nói đây, miếng mì da đi. Nó hả? Miếng của cụng á. Miếng ngang qua nha con. Rồi nha. Cái bông ngon không à? Để cho Ngọc sửa mấy cái bông này cái. Toàn cho bông này. Cho mấy cái bông này cho mọi người để gì? Có cùi tới đó nè. Mấy ngày vậy? Cô câu giòn quá. Rồi, mấy ngày vậy? Thì mấy ngày Ngọc ăn làm gì vậy? Đổ đi rồi. Đổ đi rồi. Nè. Rồi chủ nhân vật chính hát bản rồi trời. Hát rồi. Xong rồi nè. Con mẹ rồi vậy? Rồi, hát xong rồi kìa. Rồi, tới Ngọc hát. Thôi, ba đứa chung đi. Ừ. Rồi hát tặng Phương bản rồi. Này giờ ta. Happy birthday. Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó em xin gia đình. Rồi trời, sinh nhật dục cái nón luôn. Nón ngứa quá. Ăn sinh nhật mà ăn cái bên gà dính miệng không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Phương. 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 À,
nhắn luôn nội xanh à. Hôm nay sinh nhật của Phương nha kìa. Cái gì trời? Gì đâu giờ cho nhật chính. Nhật chính bận đi đâu rồi? Không nhìn cái điện thoại. Đây sinh nhật như Phương. Không hỏi gì. Đến đây chị phun bóng đi. Chữa cái miệng coi. Chữa miệng cho mẹ đi thăm gà. Ở tắt luôn. Mình sẽ bắt mình luôn. Rồi nói ông nội sao nè. Rồi, nói luôn nè. Ông nội hơn. Nói lên. Ông nội bữa nay con sinh nhật của con. Ông nội có gặp con uy dế này không coi coi. Ông nội có ông nội tới sinh nhật con, ông ngoại tặng chim. Ăn quà lồng chim hả? Lồng chim người chơi. Ờ. Thì giờ nó nội ngồi mà gặp Huy Dế này ngồi coi ngồi tặng quà sinh nhật cho con là lồng chim phải không? Ừ. 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 Đó là bông bông á. Đó là chụp ngay bông bông á. Nè. Đi đứa bông bông thôi. Cô bé chìm chùm bông bóng này. Rồi là cầm này nữa nè. Cầm nó kìa. Cầm này nó căng cái bông bóng. Cầm nhẹ nhẹ thôi. Nặng quá. Dạ mặt lên vui cái ai. Để mặt đó. Rồi, để nước lên. Để nước lên. Nè, nước lên. Nước. Nước không à. Nước không à. Em nhìn nhắm vô. Nhưng mà nước không mà em ơi, nữa kìa. Mày với mày. Quên quấn kia ngồi Quên. Ngồi sát vô cái chào cái Quên. Ngồi xếp bên kia kìa. Chưa có được hình, chưa có được hình. Chơi. Chụp quay sát, chụp hình thôi. Ở nhà ăn trời, ăn ngồi em ngu chơi ăn trời. Trời ơi, mà mọi người cùng ăn nha. Mà ăn món ngồi. Không, mọi người đứng nói được coi. Ngồi ngon ngon. Ừ. Bay. Ừ mời thôi, cũng không ăn gì. Ờ, chứ cũng đi kìa. Đó em. Rồi, tự ném. Anh em từ từ bình tĩnh. Từ bình tĩnh đi em. Ờ quên sinh nhật có làm mồi cho nhậu không trời. Rồi món hai rồi rồi sinh nhật nữa làm mồi nhau cho con hai cha nhỏ không? Không. À, kỳ vậy? Sinh nhật con mà. Không. Là không có tặng quà không? Không có mời không? Không hai tặng quà đó chứ thì sao? Đúng rồi, ba đứa tặng quà hết rồi. À, không 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 mời thôi. Tặng đi, tặng cái nó chiếc xe lăn kìa. Đúng rồi. Rồi. Mai có được ăn mà. Ờ mời cái nhà cái đó kìa. Ăn mà ngu ngồi. Ngồi đứng cái nhà mời con. Ngồi cái nhà ăn nha. Ăn
cái lá nè. Anh ơi, còn cái lá kìa. Ở nhà miếng rau câu coi à. Ông Nghiệp Biếu đi ăn trời. Tại ăn ngon quá, ừ, ngồi lên Nghiệp Biếu rồi. Chưa. Ngồi sao, mùi vị sao? Mùi vị rất là ngon. Cái lá gì mùi thực phẩm? Lá, lá, lá dứa. Cái này nghe mùi cà phê. Đúng rồi, cà phê cửa. Dứa nữa chưa? Nghiệp Biếu trái bắp kìa. Trái bắp hả? Chưa ăn được. Trái bắp đó cũng vậy à. Ăn hết nổi rồi. Mà nấu quá không nổi. Trái bắp để mai ăn. Để mai ăn hả? Trái 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 cô luôn hả? Bắp những kim chí thôi. Thôi mình bữa nay là mình làm video sinh nhật cho cô bé Phương nha cả nhà. Cả nhà có thấy hay thì hãy cho một like, một sub, một bình luận nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà nha. Đúng rồi. Ai ơi. Bữa nay là mình cũng không biết là sinh nhật của luôn nữa, qua bất ngờ. Hết chưa? Còn hả? Ừ. Còn nhiều mà sao à. Thôi con nhiều nặng quá rồi. Bây giờ con chào, mình chào cả nhà nè. Coi cái này nha. Ngon, cảm ơn mọi người đã coi video mình. Chưa hết. Chị. Còn nhiều á. Còn nhiều hả? Chưa chịu kết thúc hả? Chưa, nhân vật chính không chịu kết thúc video rồi. Nhét vào hậu vậy nè. Rồi sao nhân vật chính? Nhân vật chính làm gì? Vô vô nói với cả nhà nghe một câu coi. Bữa nay sinh nhật con cảm ơn cả nhà gì? Cảm ơn cả nhà đã tặng quà. Một like, một bình luận. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho con là một bình luận và một like và một cái đăng ký đúng không? Đúng vậy. Rồi giờ nói lại nè. Ngon quá. Ngon. Ờ, hơi ngon rồi đó. Rồi nói như để nói giùm cho. À, mọi người coi á, video này hôm nay là sinh nhật của bé Phương. Mọi người thấy vậy á, mọi người cũng cho một bé một món quà là một like, một chút bình luận, đăng ký để có nhiều được sinh nhật mới hơn nha. Mai dạy con nấu nha. Thôi video nó dài, cái nhà mình cũng xin kết thúc lại nha cả nhà. Chưa. Chưa thôi. Chịu kết thúc video. Rồi làm gì? Rồi em hơi dịu quá. Nè ăn hết dịu bánh hay sao? Nè ăn hết dịu bánh nha, hơi dịu gọt cầu. Vậy là ông chưa kết thúc rồi cả nhà, nhân vật chính đang chưa kết thúc nữa. Không, bây giờ không ăn nào. Đi ăn rồi. Ăn hết bánh đi rồi xong. Rồi ăn hết dĩa bánh mới kết thúc. Đúng vậy. Rồi ăn hết dĩa bánh mới chịu kết thúc cả nhà. Rồi ăn cục kẹo nữa. Không ăn kẹo nha. Ăn kẹo đâu. Rồi ăn hết dĩa bánh biết chừng nào không cả nhà. Ăn khủng nữa đi. Ăn hết rồi. Ngon quá. Ngon thiệt. Nhà chính này chịu cũng chịu chay, không chịu kết thúc luôn ha. Thường thường chưa kết thúc một cái kết thúc liền. Chịu thua. Rồi cho phỏng vấn con không gài sao vấn mặt nè. Không muốn quay. Nói muốn chạy vậy. Đi quay luôn. Muốn chạy hả? Rồi sao không gài vấn mặt hả? Không. Không thích quay. Nữa. Nó bị khồn quá mọi người. Nó chơi nghe mà cả nhà. Không gài nó đi học không có quay được. Nó nói gì đó. Đi học, đi học, đi học. Đến nào nghỉ thì cũng có luôn á nha mọi người không ai. Thứ bảy luôn nghỉ. Rồi rồi ngày mai. Nhưng mà nó có 18 nhẹ. Ơi mai chị hai. Bữa giờ này nói. Ơi mai chị hai sinh nhật chị hai á. Đúng rồi. Đúng vậy. Rồi chết kết thúc được chưa? Chưa. Chưa chịu hết chị bán. Chưa chịu kết thúc cái nhà. Chưa hết chị bán mà. Quá cho chị miếng nước. Mời cái nhà uống miếng nước kìa. Miếng nước. Ủa chị mày uống miếng nữa. Tối này đau họng nè. Tao. Tao. Thôi bye bye. Mời cả nhà uống nước kìa Phương. Ờ kêu không? Rồi sao? Mời cả nhà uống nước nè. Từ từ. Từ từ uống nước cái. Uống uống cho tốt vô. Rồi. Vô. 1 2 3. Vô. Mời cả nhà cùng ăn đi kìa. Ủa không quy nữa. Quỷ nồi. Trời ơi, bứt hết trơn, không chai luôn. Rồi, tối nay ăn không rồi. Rồi la. Rồi làm gì nữa? Bố là ăn, cậu biết. À, đố gì? Bố, bố ơi, bố là ăn biết. Mua nào không? Mua báo. Mua báo rồi. Mua báo không chữa. Báo, báo gì vậy? Ăn gì đâu. Ăn gì đâu? Báo nhỏ. Báo sao nhỏ. Vô mẹ à mẹ. Thương rồi. Thương. Nãy nhúng cho con chạy sao? Hãy giờ mới giật. Gắt luôn. Sao ngon 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 rồi. Sao? Ngon quá mọi người.
Thôi mình cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào đây. Bye. Hẹn lần sau có Vy lên sân khấu nha cả nhà. Thứ bảy nào. Nên nó thứ bảy nó quay á. Thứ bảy sẽ có nhân vật này nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.